Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng Nông Cơ Quốc Luân. Thì hôm nay tiếp tục em lại bán cái mẫu này nó chạy nè nè. Thì tiếp tục em lại nhập về thêm một ít nữa. Mà nói chung là mua hết luôn rồi anh em ơi. Mà cũng không được bao nhiêu, được có hai mấy, ba chục cộng. Cũng không có nhiều luôn. Thì anh em dặn hàng này nè, dặn quá trời là dặn luôn, một người ba bốn cộng đó, anh em dặn rất là nhiều, cho nên là thôi em bán hết cái đợt này nữa, cũng không còn sale để bán nữa anh em. Nhưng mà anh em cảm ơn anh em ủng hộ ha, cảm ơn anh em ủng hộ rất là nhiều. Sale này xin chung nha anh em, xin chung 370 mini đó, xích chung nha anh em, xích mini nè, xích vàng nè, trùng hợp sợ như vậy là nó 29,5 nha anh em, 29,5. Hôm nay em nhập cái được cái nhiều á anh em ha, cái giá của nó thì giá thành nó cũng giảm xuống được 5.000 ha. Thì như vậy nó còn có 95.000 một sợi thôi nè, hôm bữa nó 100.000 á. Hôm nay thì giá lên giá nó được rẻ hơn thì em lấy nhiều, em cũng có đề nghị nó giảm giá. Thì anh em nào lấy thì liên hệ với em số điện thoại 0344341710 để mua hàng. Em ship từ hai sợi, một sợi em vẫn gửi nha anh em, một sợi em vẫn gửi. Thì anh em nào có nhu cầu thì mua thì ủng hộ ha, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Giá của nó là 95.000 một sợi nhé, anh em mua 3 sợi thì em bao ship, còn một sợi, hai sợi thì em không có bao ship nhé. Để em cắt ra cho anh em xem nha. Đây nè, em vừa cắt ra nè, cho anh em xem cái sợi xích này, cái chất lượng nó đẹp. Đó, sợi này đẹp anh em ha, cái mắt nó bén lắm nha, mắt nó cực kỳ bén luôn. Xích chung nha, chương 91 ha. Rồi 95k một sợi thôi anh em ha. Anh em nào lấy thì liên hệ em nhé. Giá thì 95k một sợi, một sợi em vẫn gửi hàng cho anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ ha. Đây em còn chất được 20-30 sợi là hết hàng rồi. Rồi vài bữa chắc cả tháng sau mới có hàng lại ha. Rồi, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video nha.